Tập 18. Giám đốc Lâm uống bao nhiêu chứ? Mùi rượu nặng quá. Sếp Ngô, không phải anh thức trắng cả đêm đó chứ? Vậy vất vả quá. Đợi nhé, tôi đi lấy khăn ấm cho. Mấy cậu làm việc đi, tôi không sao. Kệ tôi đi. Sếp Diêm, cút đi. Vậy cũng có nghĩa là chẳng những không ký được hợp đồng, cuối cùng còn bị sếp Diêm đuổi xuống xe. Vậy tôi không hiểu rồi, tại sao anh, sao anh lại, anh đã không làm được, tại sao phải lên xe? Không đúng, đều tại tôi. Tại sao tối qua tôi không kéo anh lại chứ? Không đúng. Vậy tối qua tôi làm gì ấy nhỉ? Tôi... Tại sao tối qua cậu không hãm tôi lại đi? Cậu... lúc mấu chốt cũng chẳng được tác dụng gì. Giờ nói gì cũng công cốc rồi. Hết thật rồi. Ngô Khác Chi, cậu có thù với tôi đúng chứ? Bảo cậu đi tiếp đãi nhà đầu tư, không phải bảo cậu đi sỉ nhục người ta. Cậu thì hay rồi, đắc tội với người ta luôn. Không đi còn hơn. Giờ phải làm sao đây? Mọi người đều cùng cậu xong đời luôn sao? Còn đòi người với tôi. Chúng ta chuẩn bị cuốn gói về quê thôi. Sao vậy? Lại qua đêm ở công ty rồi. Ngủ bù chưa? Vừa chậm mắt một lúc. Hôm nay về nhà sớm nhé. Không sao, em yên tâm đi. Chút nữa ngủ bù là được rồi. Chồng à, anh biết hôm nay là ngày gì không? Đương nhiên nhớ rồi. Ngày quan trọng như vậy, sao có thể quên được chứ? Đây... chẳng phải là kỷ niệm kết hôn của chúng ta hay sao? Anh vừa tra có đúng không? Không đâu, đừng đoán mò nữa. Đến quà anh cũng chuẩn bị xong rồi. Vậy tối nay anh muốn ăn gì? Để em chuẩn bị cho. Tối cùng ăn với nhau. Bít tết hay là cá hấp? Anh có đang nghe em nói không vậy? Anh đây. Em nói gì? Em nói hôm nay anh về nhà sớm. Được rồi, được. Cứ vậy nhé. Được.
Sếp Ngô à, sếp Ngô. Sao anh lại ngủ ở đây? Sao cậu uống rượu? Không sao, hơi mệt thôi. Gần đây như lọt hố ấy, chỗ nào cũng ngủ được. Nào, chuyên tê chân, hay là anh về nhà nghỉ ngơi đi. Không cần, không sao. Đừng nói gì với mập, cậu ta chuyên thích chuyện bé xé ra to. Làm đến đâu rồi? Tôi nói thỏa thuận đầu tư băng cháy viết đến bước nào rồi? Sắp xong rồi, đợi tôi một chút. Nhìn cái này làm gì? Dự án này liên quan đến cô không? Não cô uống nước rồi sao? Cô, tôi thực sự không biết nói cô làm sao nữa. Xin lỗi có tác dụng không? Cô nghĩ thế nào vậy? Cơ hội này là tự cô giành lấy, nhưng kết quả thì sao? Cô không biết quý trọng gì. Có phải cô thấy để cô phối hợp làm gì với tôi, cô tủi thân không? Không có ý đó. Vậy cô sao cả ngày nghĩ về dự án khác? Vì để cô tham gia dự án này, tôi gánh bao nhiêu áp lực. Tất cả mọi người đều đang chờ xem. Nếu cô cảm thấy tủi thân thì tự cô xử lý bên sếp Mã. Đợi cô thành người phụ trách dự án này, tôi sẽ là cấp dưới của cô, làm việc giặt cho cô. Phục cô thật đấy. Đừng coi là thật nhé. Đều tại tôi, là tự tôi tốt. Đừng nghĩ như vậy mà. Cô đã làm rất tốt rồi. Anh ta nói những lời như vậy là sợ cô coi thường, vậy nên mới đả kích cô. Đôi khi đàn ông ấy trẻ con như vậy, đặc biệt là khi đối diện với nữ giới xuất sắc quá. Thật ra giám đốc Triệu lần này nói đúng. Đi hóng gió.
Lão Ngô đi đâu rồi? Cũng chẳng nói một tiếng. Sao đến điện thoại cũng không nghe? Nói ra ngoài hóng gió rồi, chắc sẽ nhanh về thôi. Có phải anh ấy không khỏe không? Tôi thấy hôm nay sắc mặt kém lắm. Sắc mặt tốt được sao? Tối qua uống cả đêm, hôm nay lại bị mắng. Ai mà gánh nổi? Cho dù là tôi cũng phải chịu. Tôi sợ vậy đó. Nói xem, lão Ngô cũng sắp 40 rồi. Đàn ông độ tuổi này dễ có chuyện nhất. Một người bạn của tôi y như anh ấy, tăng ca này, thức khuya này, uống rượu này, tiếp theo là thèm ngủ, tê nửa người. Vậy đó một tháng trước, đang y đang lành, trúng gió rồi đi luôn. Gọi được chưa? Không nghe máy. Không phải chứ. Tôi cũng chưa từng nghe nói. Anh ấy không khỏe chỗ nào. Lúc sáng thấy sếp Ngô trên tầng thượng ngủ quên mất, chút nữa không đứng dậy nổi. Nói là bị tê chân. Nhìn kia, thèm ngủ, tê nửa người. Đây là triệu chứng đấy. Sao không nói sớm vậy? Tìm thấy nhắn cho tôi nhé. Được rồi. Chia nhau ra tìm đi, mau. Năm đó cha cũng đột nhiên ngã xuống như vậy. Còn chưa kịp chào tạm biệt đã gấp gáp biến mất khỏi sinh mệnh của tôi. Là từ khi nào trong lòng của tôi anh lại quan trọng đến vậy? Sếp Ngô, anh đang ở đâu chứ? Lão Ngô đâu? Sao không nghe máy? Mất liên lạc rồi. Rất đột ngột. Đây cũng không biết có chuyện gì. Mất liên lạc sao? Đừng nói bậy chứ. Đang y đang lành có chuyện gì được? Thời gian này sắc mặt anh ấy luôn kém. Sáng hôm nay chút nữa không dậy nổi. Chuyện anh ấy cao huyết áp, nói với anh chưa? Tôi thấy cơ thể của anh ấy cứ vậy không ổn đâu. Làm như vậy nữa, sớm muộn cũng có chuyện cho coi. Vậy cậu đứng đây làm gì? Mau đi tìm người đi. Tôi gọi cả tổ hai qua đó. Được, được, được. Tìm đi, tìm đi. Tổ hai, người tổ hai theo tôi đi hết. Mau, tìm đi. Sếp Dương, công ty tổ chức kiểm tra sức khỏe, sao cậu lại không đến đúng giờ chứ? Làm gì có thời gian? Bớt gì cớ đi. Người khác đều có thời gian mà chỉ cậu không có sao? Anh nói xem. Tôi biết, đúng là tổ 4 đang thiếu người. Chuyện tuyển thêm người tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ. Lần này là thật chứ sếp Dương? Dự án trước mắt này không cần nghĩ nhiều quá đâu. Dù sao nghĩ cũng vô dụng. Cậu để tâm nghĩ đến công việc phía sau đi. Rốt cuộc bên phía bệnh viện nói thế nào? Không sao, nhất thời thôi không chết được. Tôi nói với cậu nhé, công việc có quan trọng hơn nữa cũng không đáng đi liều mạng đâu. Chúng ta đều là người có vợ con hết cả rồi. Mạng không phải chỉ của riêng một mình mình. Nếu cậu thực sự muốn tốt cho người nhà của cậu, giữ sức khỏe mới là quan trọng nhất.
Đúng vậy, em cũng nghĩ như vậy đấy sếp Dương. Chỉ cần tổ bốn có thể thêm người, em nhất định sẽ chú ý đến sức khỏe. Lời gì đây? Không thêm thì cậu định làm tôi chết à? Cậu đang uy hiếp tôi sao? Anh hiểu nhầm ý của em rồi. Không nói nữa. Ngày mai mau chóng đi làm kiểm tra sức khỏe toàn diện. Nếu cậu không lấy giấy báo cáo sức khỏe, cậu đừng đi làm nữa. Tôi hiểu rồi. Đợi đã, cậu cầm cái này đi. Sếp Dương không cần đâu, không cần thật mà, em không sao. Đây là đặc sản nhà tôi gửi ra đấy. Hải sâm khô, có tác dụng tốt cho bệnh cao huyết áp. Huyết áp tôi không cao, không dùng đến. Sếp Dương à, mau đi. Được rồi. Cầm gì về đấy? Sao lại ôm chặt như vậy? Hải sâm khô sếp Dương cho đấy. Bổ lắm đấy. Coi như là gặp phúc trong họa đi. Em nói với anh nhé, hải sâm này phải bảo quản kỹ, nhớ chú ý đấy. Em xem nào. Đừng có sợ linh tinh. Đây không phải cho một mình tôi, không cho ai hết. Hai cây thôi, một cây cũng không cho. Vậy anh biết làm thế nào không? Hầm hay là chiên? Cậu quan tâm làm gì? Tôi thích ăn khô thế nào cũng được. Anh ăn như vậy sao? Ăn như khoai tây chiên ấy. Không được sao? Ngô Khắc Chi, rốt cuộc cậu đã nói gì với sếp Diêm rồi? Sếp Dương vừa mới ký hợp đồng thay mới rồi đấy. Còn phái người đến đặc biệt bảo tôi phải biểu dương cậu. Lần này làm tốt lắm. Lát nữa tăng làm không được đi đâu cả. Tôi mời mấy cậu ăn cơm. Sếp Dương, buổi tối nay em có việc. Vậy để hôm khác. Nhớ đấy, tôi nợ cậu một bữa nhé. Cậu có thể về nhà nghỉ ngơi. Cảm ơn sếp Dương. Cảm ơn. Số cuộc có chuyện gì vậy? Không phải anh nói sếp Diêm đuổi anh xuống xe sao? Hôm họp xong đó, tôi tự mình đi điều tra tư liệu của Diêm Xuân Tuyết. Tôi phát hiện ra hai vợ chồng sếp Dương đều là những nhà khởi nghiệp thành công. Công việc làm ăn của mỗi người cũng rất lớn. Quan hệ của hai người cũng rất hòa hợp với nhau. Thường đăng những tin ân ái ở trên Weibo. Nhưng mà 3 tháng trước, chồng của sếp Diêm đột nhiên đề nghị ly hôn, nguyên nhân không rõ ràng. Từ lúc đó trở đi, tâm trạng của sếp Diêm cứ tuột dốc không phanh. Cho nên tôi đã nhờ bạn bè hỏi thăm, mới biết được nguyên nhân thực sự khiến chồng của sếp Diêm đề nghị ly hôn. Đó là vì công ty của anh ấy lúc đó đang đối mặt với nguy cơ bị phá sản. Anh ấy không phải một người khốn nạn vong ân phụ nghĩa, cũng không hề phản bội cô. Anh ấy chỉ sợ bị phá sản sẽ làm liên lụy đến cô, nên mới làm như vậy. Đi đi. Đi nhé. Dựa vào cậu đấy. Cô thấy có được mấy người đàn ông có thể làm được giống như anh ấy. Nhưng những lời này sao anh ấy lại không tự nói với tôi chứ? Loại chuyện này chỉ có hai vợ chồng nhà cô tự biết mà thôi. Nhưng xảy ra chuyện lớn như vậy mà anh ấy không nói cho cô. Hoặc anh ấy cho rằng trong lòng của cô anh ấy không phải là quan trọng nhất.
không cần phải nói nữa. Anh xuống xe cho tôi. Xuống xe. Đi đi. Sếp Diêm, cút đi. Nếu vậy hai vợ chồng sếp Diêm lại hòa hợp với nhau rồi. Sếp Ngô đúng là có thiện chí, đã tốn bao nhiêu công sức như vậy. Vất vả rồi. Hôm nay tôi có thể tan làm sớm rồi. Hay là chúng ta đi uống một ly đi, để chúc mừng. Bây giờ tâm trạng em rất kích động, tôi không uống nổi nữa đâu. Cậu trả cho tôi mau. Tôi phải nhanh chóng về nhà ăn hải sâm đây. Rốt cuộc anh định chiên hay là hầm vậy? Cậu quản được sao? Anh về rồi à? Nhiều món vậy. Giấu gì đấy? Ngày kỷ niệm kết hôn vui vẻ. Cái này đắt lắm đấy. Cái này để cho em ăn hay là để cho anh ăn vậy? Hai chúng ta ai ăn cũng như nhau, đều có lợi cho em cả. Không đoan chính gì hết. Quà đặc biệt quá. Mau đi rửa tay đi rồi ăn cơm. Anh mua áo sơ mi này từ lúc nào sao em lại không biết? Ngày quan trọng như vậy, đương nhiên cũng phải cần hình thức một chút chứ. Em thích đấy. Được rồi. Hai cậu đúng là ngạc nhiên như vậy. Không phải chỉ là kiểm tra sức khỏe thôi sao? Sao cứ như áp giải tôi? Không áp giải anh có thể nghe theo sao? Tôi đã nói là tôi không sao rồi. Mấy cậu không có chuyện gì để làm sao? Trước mắt thì việc này chính là chuyện quan trọng nhất. Việc này do đích thân sếp Dương giao cho đấy. Lần này sếp Dương thực sự muốn cho chúng ta tìm người mới sao? Mấy anh nói xem sẽ có người như thế nào đến. Người như nào cũng được hết, không giống như cậu là tốt rồi. Nói thế nào cũng phải có kinh nghiệm một chút chứ. Ít nhất cũng phải cấp quản lý. Được yêu cầu cao quá, giống như Lăng Thiên Dực là tốt rồi. Nếu anh cứ nói vậy, ngày mai em sẽ đến tổ 2 đấy. Tôi không có ý kiến gì. Chúc cậu hạnh phúc. Đợi đã. Cảm ơn nhé, không có gì. Xin chào. Thời gian phỏng vấn
Là thứ năm tuần sau à? Được, tôi biết rồi. 2 giờ là được. Phỏng vấn trực tiếp đúng không? Hiểu rồi. Tôi thế nào cũng được. Đứng trước mặt cấp trên mà nhận cuộc gọi của bọn môi giới như vậy cũng phô trương quá rồi. Chắc cậu ấy không thấy quản lý Giang nên mới nhận điện thoại ấy. Cố ý đấy. Nếu cậu ta muốn đi thì sớm đã đi không gây tiếng động gì rồi. Ai mà rỗi hơi đi diễn mấy cái này. Cậu ấy đang thị uy thôi. Để thử thái độ của Giang Nam, xem có thể chủ động mở lời giữ cậu ấy lại không. Cậu ấy gặp phải cấp trên như Giang Nam đúng là phải thắp hương rồi. Giang Nam cũng là nhìn biểu hiện thì có vẻ lạnh lùng, nhưng con người cũng không tồi đâu. Đổi lại là gặp người nào đó khác, không cần là người khác, đổi là tôi, cậu bảo cậu ta đứng trước mặt tôi chơi một vố thử xem. Sếp Ngô, tôi đang tìm anh đây. Nhân viên mới của tổ 4 đã tìm được rồi, chắc lát nữa sẽ đến đây. Sếp Ngô, lâu rồi không gặp. Mọi người đều ở đây cả à? Phó giám đốc Ngô, sau này chúng ta chính là cùng một tổ rồi. Lâm béo à? Cậu gầy đi rồi đấy. Vừa nhìn là biết chịu không ít khổ. Đây chính là học sinh trung học đó nhỉ? Nghe nói cậu chẳng có bối cảnh gì, cũng không có bằng tốt nghiệp, vậy cũng vào được tổ 4 sao? Vẫn may không tệ đâu. Sau này cậu có thể mua vé số rồi đấy. Tôi ngồi ở đâu đây? Ngồi đây đi nhỉ. Nào, nằm ra chỗ này. Làm phiền anh điều ông lớn kia đi. Chúng ta có thể không tùy hứng như vậy được không? Không phải chính cậu nói bổ sung nhân viên, đó mà là nhân viên sau giám đốc Dương. Lục Tư Thu là bộ phận cũ của anh xuống, danh tiếng của anh ta trong công ty thế nào anh không rõ hay sao? Chính vì từ bộ phận cũ của tôi nên tôi mới điều động được. Lục Tư Thu cậu ta danh tiếng không tốt, Ngô Khắc Chi cậu tốt hơn cậu ta sao? Cậu cho rằng dựa vào tình hình bây giờ của tổ 4, trừ cậu ta còn có ai đồng ý tới? Tôi điều động cậu ta, tự có suy nghĩ của tôi. Cậu nghĩ xem, trừ cậu ta còn có ai chịu làm quản lý sao đầu tư ở Unicorn? Lục Tư Thu có uy thế của cậu ta, quan hệ rộng nhiều cửa đi, nói không chừng còn có thể mang lại dự án tốt. Tôi không dùng được dự án của anh ta, tôi dùng được. Không phải trước kia cậu cũng từng nói dừng sự nghiệp không phải đi kết bạn, nếu cậu không được cậu cứ coi cậu ta là đồ vật, dùng hết tác dụng là được rồi. Anh không cần phải quá khó chịu. Anh ta vừa mới quay về công ty, đang buồn không tìm được chỗ đứng. Đây coi như an ủi tôi sao? Chuyện gì cũng phải nghĩ theo hướng tốt. Cũng may dứt vào chỗ anh chứ không phải chỗ tôi. Tôi không có ý đó. Anh nghĩ đi, dưới tay lão Dương trừ anh ra còn ai có thể chịu được anh ta? Có phải lẽ nào chứ? Cảm ơn anh coi trọng tôi như thế à? Ra ngoài đừng quên kéo khóa đấy. Tôi kéo rồi mà. Đúng là một ổ hèn nhát.
Tiểu Lâm, đến bây giờ cậu vẫn quản lý à? Nếu tôi nhớ không nhầm, trong công ty này, trong những người cùng cấp với cậu, thì tuổi của cậu xem như là lớn nhất rồi. Cậu không biết nản sao? Nhóc con, học sinh cấp 3, cậu qua đây. Đây là lý lịch của cậu à? Có chút thú vị đấy. Lý lịch của cậu còn sạch sẽ hơn mặt của cậu. Với trình độ này, sao cậu vào được công ty thế? Không phải thực sự nhìn mặt đấy chứ? Không sao, cho dù là nhìn mặt cũng không có gì phải ngại. Phải nhìn thẳng vào điểm đáng tiền của mình. Sau này, trên phương diện này, động não nhiều hơn một chút. Khuôn mặt trứng bóc này sửa soạn cho đàng hoàng, cho đẹp trai một chút. Đợi khi chúng ta tiếp khách hàng sẽ dùng tới đấy, hiểu không? Biết chém gió không? Dạy cậu mấy câu, không có chuyện gì làm à, về làm việc đi. Lão Lục, bố trí xong vị trí làm việc của anh đi. Anh nói tôi, thế nào cũng là một phó giám đốc, chút chuyện này cũng cần tôi tự mình làm sao? Thu tổng, đem tất cả biên bản cuộc họp sắp xếp lại, tôi cần dùng gấp. Béo, trước buổi trưa sửa xong đơn kiến nghị bên quản lý rủi ro đợi. Được, bận chút cũng tốt, đều bận đi. Anh nói đi, sao lại tới cái thứ này chứ? Lần này cậu nhớ kỹ nhé, nếu gặp phải lại người này thì không để nó đẹp mặt được. Cậu có phải sợ anh ta không? Cũng phải. Cậu cũng không phải loại người đó chứ. Lần này chúng ta phải chịu tội rồi. Báo cáo phó giám đốc Ngô, tôi xem xong rồi. Thu tổng, đem biên bản cuộc họp qua cho anh Lục xem hết. Ôi trời, một ngày chả làm bao việc mà hợp gì lắm thế? Toàn làm những việc tốn công chả được gì. Tổ bốn, quả như là danh bất hư truyền. Tôi muốn hỏi xem đây là biên bản cuộc họp ai viết? Viết như là học sinh tiểu học ấy. Là cậu sao? Cậu viết chẳng lớn nhỏ gì, tôi không nhìn ra được chút trọng điểm nào. Chả trách cậu không đỗ đại học, vì không thể làm ngốc nghếch như vậy được. Học sinh cấp 3 à? Anh đã xem nửa ngày rồi, nghĩ ra làm dự án nào chưa? Đây toàn là dự án rác, tôi không nhìn trúng cái nào hết. Được, vậy trong tay anh có dự án nào tốt không? Có thể đề xuất. Sao anh vội như vậy chứ? Tôi vừa tới. Không phải tôi phải tìm hiểu chút tình hình sao? Đi đâu vậy? Làm việc đấy, đi gặp khách hàng đấy. Không phải anh vội sao? Được không, phó giám đốc Ngô?
cả ngày chỉ biết hợp. Cậu đừng có viết như vậy nữa nhé. Được, tôi tới ngay đây. Cao Tư Thông, tôi đi công tác, tối ngày kia về. Chuyện ở công ty, cậu chú ý nhiều một chút. Không vấn đề gì chứ? Có vấn đề gì cứ liên lạc với tôi. Chào anh. Tôi là quản lý của công ty tuyển dụng. Xin hỏi anh là Cao Tư Thông đúng không? Tôi muốn hẹn anh thời gian ngày mai. Anh có tiện không? Xin lỗi nhé, ngày mai tôi đột nhiên có chút chuyện, có thể lùi lại một ngày không? Việc này... Vậy được, được, cảm ơn anh nhé. Không có gì. Quản lý Triệu à, báo cáo dự án mặt giấy tôi đã gửi cho anh rồi. Anh xem có vấn đề gì tôi có thể sửa ngay. Tôi giúp anh sửa cốc nhé. Tiện thể giúp tôi sửa luôn cái cốc này. Cô làm gì vậy? Tại sao? Bây giờ tôi không có thời gian thảo luận với anh. Đây là cách của cô. Để người khác tùy tiện dẫm đạp lên mình. Cứ đợi ở ngoài rồi nói. Đưa tôi đi. Làm gì vậy? Cao Tư Thông, anh làm gì vậy? Cao Tư Thông, anh trả lại cốc cho tôi. Cao Tư Thông. Làm gì đấy? Trả lại cốc cho tôi. Mọi người đều nhìn kìa, đừng có làm loạn nữa được không? Qua đây với tôi. Chuyện gì vậy? Hai người họ hẹn hò sao? Chắc là vẫn chưa đâu. Nói thật đi, có phải thực sự đang hẹn hò không? Tôi không biết. Lẽ nào cô vẫn không hiểu sao? Chúng ta ở đây hoàn toàn không được tôn trọng. Ở lại cũng chẳng có ích gì. Tôi đã liên hệ với tuyển dụng rồi. Đầu tư ngân phong chính là hai ngày này. Cô đi với tôi đi. Cao Tư Thông, anh có thể đừng can thiệp vào chuyện của tôi được không? Vậy cô nói tôi biết, cô làm thế nào tiếp tục ở lại? Cô nhìn vào bộ dạng cô, lòng tự tôn của cô ở đâu? Đúng, tôi không có lòng tự tôn thì có làm sao? Ít nhất bây giờ tôi đang cố gắng. Tôi không chọn lựa bỏ chạy, không tiếc tất cả chỉ vì một cơ hội không việc sao? Nếu như cô là Tôn Dịch Thu, tôi có thể hiểu được. Nhưng chúng ta không giống cậu ta. Chúng ta từng làm nhiều dự án như vậy chính là để trở thành một nhà đầu tư, chứ không phải làm tạp vụ ở đây. Không phải chỉ vì một cơ hội công việc. Tôi là vì học những việc mà trường học không có dạy tôi. Là từ bỏ lòng tự trọng sao? Là làm sao để được người khác chấp nhận? Trong trường học, chỉ cần thành tích tốt thì chính là đứa con của trời. Lẽ đương nhiên được người khác tôn trọng và công nhận.
Nhưng trong nơi làm việc không ai có nghĩa vụ phải thích anh. Bị đồng nghiệp bên cạnh không thích bài trừ là chuyện lúc nào cũng có thể xảy ra. Trừ khi anh quyết định cả đời không đi học thêm việc này. Nếu không anh đi đâu anh chảy việc bao nhiêu lần, anh vẫn không thể vượt qua đề bài khó này. Vì vậy tôi lựa chọn ở lại học thêm. Tôi vẫn chọn từ chức.